Bài học ngàn vàng là một câu chuyện đã có từ xưa, một câu chuyện vô cùng thâm thúy và bổ ích cho thế đạo nhân tâm. Từ khi được biết bài học này, tôi đem áp dụng vào các công việc hàng ngày, thấy được lợi ích chẳng nhỏ. Từ lâu, tôi muốn đem bài học này viết ra thành sách để cống hiến quý Phật tử bốn phương. Những người chưa biết bài học này hay biết rồi mà chưa áp dụng, hầu mắc bảo sự lợi lạc vô giá của nó. Nhưng vì Phật sự đa đoan, bệnh duyên trở ngại, ngày qua tháng lại, tôi chưa viết được. Nhân ngày đầu xuân năm Đinh Mùi 1967, tôi về quê thăm chùa xưa và tỉnh dưỡng, gặp đôi ba chú tiểu lén chư tăng mua la ve nhâm nhi ngày Tết. Nhưng vì uống rượu không quen nên mấy chú say mềm nằm ói mửa ngổn ngang. Sau khi họ tỉnh rượu, tôi gọi đến giảng dụ, đại ý như sau: mấy chú đã thấy hậu quả của sự uống rượu chưa? Một là phạm giới. Một vị tăng mà không giữ giới thì không phải là tăng nữa, Phật gọi là thất cư sĩ, ân cư sĩ đầu tộc, có hổ thẹn không? Hai là say sưa ói mửa, nằm lăn lóc ngổn ngang, đầu chú này đổi đích chú kia, mất oai nghi tế hạnh. Người thế gian uống rượu say sưa còn bị mất nhân cách, huống chi là một tu sĩ. Ba là huynh đệ cười chê, thằng cư sĩ khinh dễ, cha mẹ và thầy tổ buồn phiền. Bốn là mất tiền vô ích, nếu không may có thể trúng gió chết nữa. Các chú phải chí thành đi sám hối đi. Cuối cùng, tôi đem bài học ngàn vàng này để làm kết luận. Tam làm việc gì, trước phải xét kỹ đến hậu quả của nó. Các chú có nhớ chưa? Phải nhớ suốt đời nha. Câu chuyện nhỏ trên đã thúc giục tôi phải viết ngay thành sách cái bài học quý báu mà tôi đã hấp thụ và áp dụng một cách có hiệu quả từ lâu. Dựa trên ý nghĩa sâu xa của cốt truyện và với sự cộng tác của đạo hữu Võ Đình Cường, chúng tôi đã biến chế biên soạn ra thành một bộ truyện gồm nhiều tập nhỏ, lần lượt xuất bản để bạn đọc dễ nhớ, khỏi nhọc và có thời giờ suy gẫm, rồi chậm rãi áp dụng vào đời sống của mình. Ước nguyện thiết tha của tôi trong khi biên soạn và phổ biến tập truyện này là cống hiến cho quý vị độc giả một phương châm hành động thiết thực, lợi ích cho mọi tầng lớp dân chúng, mọi lớp tuổi, mọi hoàn cảnh và mọi thời đại. Trong khi viết xong tập nhất, gặp lúc thân mẫu tôi vừa vãng sanh, 10:30 ngày 19 tháng 8 năm Đinh Mùi, nhằm ngày 22 tháng 9 năm 1967. Khi quý độc giả đem bộ sách này áp dụng vào công việc hàng ngày của mình, nếu có được điều lợi ích gì, thì tôi nguyện hồi hướng công đức này cho hương hồn của thân mẫu tôi sớm được tiêu diêu nơi cảnh Phật. Viết tại chùa Phước Hậu, mùa thu năm Đinh Mùi 1967. Sa môn Thích Thiện Hoa. Ông già bán bài học ngàn vàng. Ngày xưa, xưa lắm, ở vùng Tân Cương thuộc Trung Á, có một nước nằm giữa biên giới Trung Hoa và Ấn Độ, gọi là Nhật Vi. Tuy là một tiểu quốc nằm giữa hai đại cường quốc, nhưng Nhật Vi là một nước có một nền văn hóa tiến bộ và một nền kinh tế phồn thịnh. Kinh đô Nhật Chi nằm trên sườn núi lớn, cảnh trí rất đẹp, kiến trúc tân kỳ. Hoàng cung và đền đài nằm trên một vị trí cao nhất, rồi đến bộ viện, dinh thự của các công hầu khanh tướng. Phía dưới chân núi là nhà dân chúng và phố phường buôn bán tấp nập quanh năm. Chính ở đây có một cái chợ lớn nhất,
cứ năm ngày lại có một phiên chợ. Dân chúng từ các vùng lân cận đem hàng hóa, vật thực, thủ sản đến đây để đổi lấy những vật dụng cần thiết. Hàng hóa không thiếu một thứ gì, từ ngũ cốc, heo gà, trâu bò đến hàng lụa, vải bô, quần áo, từ cày bừa, cuốc xuống cho đến vàng bạc phấn son, từ trà rượu thuốc men cho đến hương hoa bánh trái. Người nào muốn cần thứ gì thì có thứ nấy. Ngoài ra còn có những khu dành riêng cho các cuộc giải trí, ca hát, ăn chơi cờ bạc, rượu chè. Chính ở đây là nơi phức tạp nhất, tụ tập đủ hạng người, nào kinh, nào thượng, nào giàu sang, nào nghèo đói, nào hảo hán giang hồ, nào lưu manh trộm cướp, nào văn chương nho nhã, nào vũ phu côn đồ. Hôm nay cũng như mọi ngày phiên chợ khác, người mua kẻ bán, đông đảo tấp nập, chen chúc khắp nơi. Nhưng đặc biệt là ở khu giải trí, thiên hạ vây quanh một ông già đang rao bán một bài học với giá là 1.000 lượng vàng. Ông già vào khoảng 70 tuổi, đầu tóc bạc phơ, chiếc một cái khăn điều, râu trắng như tuyết chảy dài xuống quá ngực, da nhăn nhưng mắt trong xanh như con nít. Ông mặc một cái áo dài xanh lam có thêu chữ thọ lớn và một cái quần điều. Chân ông mang giày thêu và tay chống một chiếc gậy có chạm một đầu rồng. Trên đầu rồng có treo lủng lẳng một cái đẩy bằng gấm màu tía, bề dài độ một gang tay, có thêu một con phượng ngậm hạt châu. Ông lão đưa chiếc gậy lên cao cho mọi người thấy, vừa đi qua đi lại vừa rao với giọng rất trong trẻo: ai muốn giàu, ai muốn sang, ai muốn mua mày bán đắt, hãy mua bài học vô giá này. Ai muốn văn hay chữ tốt, ai muốn đỗ đạt làm quan, ai muốn trở thành công hầu khanh tướng, hãy mua bài học vô giá này. Ai muốn chồng hòa vợ thuận, ai muốn gia đình êm ấm, ai muốn sớm làm kính yêu, hãy mua bài học vô giá này. Ai muốn tu nhân tích đức, ai muốn hưởng phước về sau, hãy mua bài học vô giá này. Hãy mua mau đi, kẻo tiếc về sau. Một bà già tò mò chen vào hỏi thử: cụ bảo bài học vô giá thì còn biết bao nhiêu mà mua? Ông lão trả lời: bà thử trả xem được giá thì tôi bán. 5 tiền nhé. Ông lão cười cười: 5 tiền thì bà để mua kẹo, mua bánh cho con cháu bà ăn. Bà lão vẫn cố nài: thì ông muốn bao nhiêu? Đặt lắm, chắc bà không mua nổi đâu. Ông lão vừa nói vừa quay đi chỗ khác, nhưng vẫn nghe được bà già sủa mình ở sau lưng. Ông lão khinh người quá xá, bà mà không mua nổi thì có quỷ sứ mới mua cho ông. Một anh chàng thanh niên ăn mặc xốc xếch, sặc mùi rượu, chén choáng, rẽ đám đông tiến vào phòng trong. Anh ta gọi giật ngược ông lão: ê ông già, ông bán gì đó? Lão bán bài học vô giá, muốn làm gì thì được nấy. Chà, bài học hay quá bà, sao ông không đem dùng cho ông đi? Lão đã dùng cho lão rồi, và dùng rất có hiệu quả đó. Ông đã dùng cho ông rồi à, sao ông vẫn nghèo hả? Vì lão không muốn giàu. Sao ông không thi đỗ làm quan chứ? Vì lão không muốn thi đỗ làm quan. Sao ông không có gia đình, con cái hòa thuận để ông nhờ chứ? Vì lão không muốn lập gia đình. Anh chàng say rượu cấu tiếp chồm tới hỏi: sao cái gì ông cũng không muốn hết? Ông không muốn cái gì hết thật sao? Lão chỉ muốn một chuyện. Muốn gì? Ông già nhìn quanh chậm rãi trả lời:
lão muốn bán bài học vô giá này cho người đời dùng. Lão sanh ra đời chỉ để làm một công việc này thôi. Anh chàng thanh niên bực tức trả lời: thế thì ông già điên rồi, ai mà thèm mua bài học của ông làm cái gì? Người ta mua lúa, mua gạo, mua rượu, mua giường, mua nhà, mua cửa, chứ ai mua bài học dở giá của ông làm gì? Không có bài học của ông thì thiên hạ cũng ăn uống no sạch, vui chơi phè phỡn, tạo nhà tạo cửa, giàu sang sung sướng cả đâu kìa. Ông già thấy không? Ông già vừa xoay qua phía khác vừa trả lời: nhưng nếu có bài học của lão thì thiên hạ càng giàu sang hạnh phúc hơn. Mua đi kẻo tiếc. Bỗng có tiếng oang oang từ ngoài vọng vào: có ta đây, để đó ta mua cho. Một anh chàng lực sĩ vai ưu thịt bắc, xô đẩy đám đông tiến vào. Anh ta mặc một cái áo cụt đen, không dài nút, để hở ngực hở bụng, mặc một cái quần đen, hai ống bó túm ở phía dưới. Ngay hông có mang một đoạn đao giác vào thắt lưng màu đỏ. Anh ta đứng chống nạnh hai tay vào hai bên hông, hất hàm hỏi ông lão: biết ta là ai không? Biết để làm gì? Anh chàng lực sĩ cười rằng: cứ vậy thì lão ngu thật. Lão vào buôn bán ở chợ này mà không cần biết đến ta à? Vậy thì đời lão tan rồi. Chợ này là giang sơn của ta, ta muốn cho ai buôn bán ở đây thì cho, bằng không á thì phải lôi thường cho lẻ đi. Nếu lùi thùi thì ta sẽ đánh bỏ mạng đó. Ông lão vẫn điềm nhiên hỏi: anh là quản thị hả, hay là chàng thu thuế? Chàng lực sĩ cười mũi: các thứ đó mà kể làm gì. Ta là đệ nhất anh chị ở cái chợ phiên này nè. Ông lão phì cười, tỏ vẻ khinh bỉ. Tưởng là gì, ông thiền thừa 18 mắt, lão còn chưa sợ nữa là đệ nhất anh chị ở đây. Anh chàng lịch sĩ mặt đỏ hầm hầm nạt: lão già đừng hỗn mà ăn năn không kịp đó. Nói vừa dứt lời, anh ta nhảy xong phi đá vào mặt ông lão. Nhưng ông lão đưa gậy ra đỡ, nghe một tiếng rắc, và anh chàng lịch sĩ đá nhào vào đám đông. Đám khán giả reo hò tán thưởng vì không ngờ ông lão võ nghệ lại cao cường đến nỗi hạ một cách dễ dàng anh chàng lịch sĩ quán quân ở cái chợ kinh đô này như vậy. Chàng lực sĩ bị hạ bất ngờ, vừa xấu hổ vừa đau đớn, hùng hổ đứng dậy rút đoạn đao ở lưng quần ra, tiến tới phía ông lão hăm dọa: thằng già to gan thật, dám chọc giận ta hả? Ta cho một dao đi đầu thai cái xác đây. Chàng ta lưu một nhát dao như một làn chết ngang đầu ông lão. Ông lão lắc đầu né kịp và thuận đà tấn một đạp vào bụng anh chàng lịch sĩ, nghe một tiếng ịch. Anh chàng té ngửa, chổng hai chân lên trời. Ông lão lẹ làng nhảy tới, chống chiếc gậy lên bụng anh ta. Tiếng reo hò tán thưởng reo dậy chung quanh. Nhiều thanh niên, ông già bà lão, con nít định xông vào đấm đá anh chàng lịch sĩ kia để trả thù sự áp bức từ lâu của anh ta trong chợ này. Nhưng ông lão bảo mọi người gian cả ra và cúi xuống nói với anh chàng lịch sĩ đang nằm thẳng cẳng dưới chiếc gậy của ông lão: con à, đừng có thấy lão già mà quen thói hiếp đát nữa nha. Trước khi đem bài học ngàn vàng đi bán, lão cũng đã tập vật võ bị để phòng thân chứ. Lão đâu có khờ khạo dẫn xác đến đây để cho con hiếp đát đâu. Thôi xin lỗi đi, lão tha cho. Anh chàng lịch sĩ miệng không ngớt chửi bới ông lão và cố vùng vẫy để đứng dậy, nhưng không tài nào để đứng dậy được. Ông già bảo: lão đầy đến bà tiếng mà không chịu xin lỗi á, thì lão ấn cái gậy này xuống, người con sẽ dẹp lép như con thằng lằn bị kẹt ở trong cánh cửa đó con à. Này, một à, anh chàng lực sĩ cảm nghe trên bụng mình như có một quả tạ trăm cân đè xuống, đè xuống. Ông lão đếm tiếp: hai. Chàng lực sĩ lại cảm thấy nặng thêm như cả một phiến đá to tiếng nặng ngàn cân đè lên người mình. Chàng kinh hoảng kêu lên:
Lại ngài tha cho con. Con xin chịu lỗi với ngài. Từ nay con không dám hổn nữa. Ông lão nâng thức dậy lên. Chàng lực sĩ bỗng nghe cả thân mình ngã ngởm lân lân. Anh ta đứng dậy lạy tạ ông lão hai lạy, rồi xấu hổ chườm mắt. Bỗng từ xa có tiếng trống, tiếng chiên, tiếng đàn, tiếng quyển vừa giặt khoan thai vọng lại. Mọi người ngước nhìn rồi bảo nhau: Hoàng thượng đi sang trở về, lui ra cho đoàn ngự giá đi qua. Mọi người kính cẩn đứng nép ra hai bên. Đoàn ngự giá từ từ tiến đến, đi đầu là một sĩ tướng oai phong lẫm liệt, ngồi trên mình ngựa bạch, tay cầm một cái bảng vàng có bốn chữ: Đột Quyết Đại Vương. Theo sau vị tướng có hai hàng vệ sĩ mang giáo mát cung tên. Tiếp theo là một đoàn nữ nhạc sĩ ca nhi, vừa đi vừa múa hát hòa nhạc rất vui tai đẹp mắt. Rồi đến pha giá của vua, chạm trổ long phụng, bốn phía rèm buông tiếng rủ. Sau pha giá là một đoàn lực sĩ, thứ hai người khi một con thú rừng vừa săn được. Dân chúng vừa cúng cẩn vừa sợ sệt, ngay ngất đứng nhìn ở hai bên đường. Nhưng ông lão vẫn thản nhiên đứng nguyên chỗ cũ, vừa đưa cao chiếc gậy có treo chiếc đẩy gấm rồi sao: Bài học ngàn vàng, bài học ngàn vàng, mua mau kẻo hết. Đoàn vệ sĩ ra hiệu bảo ông lão tránh ra bên đường để đoàn ngựa giá đi qua. Nhưng ông lão có vẻ không lưu ý, càng sao to: Bài học ngàn vàng, bài học ngàn vàng, việc may hiếm có, việc may hiếm có. Vị tướng đi đầu đưa cao tấm bảng ra hiệu lệnh cho đoàn vệ sĩ vây bắt ông lão, dẫn tới trước ngựa mình. Vị tướng dõng dạc hỏi: Lão là người ở đâu? Có biết luật lệ quốc gia không? Lão sống vô gia cư, chết vô địa táng. Lão đi đây đi đó để bán bài học vô giá, mà chưa gặp kẻ thức giả biết giá trị của nó, nên chưa có tội nguyện. Lão mỗi ngày một già, đâm ra sốt ruột, sợ mình chết đi mà bài học vẫn chưa bán được. Hôm nay xa giá đi qua, lão nghĩ rằng đây là một việc quý, may ra có người mua được, nên lão quên cả lễ nghi, xin thượng hoàng miễn chấp. Vị tướng tò mò hỏi: Đâu, bài học gì, đưa xem. Ông lão đưa cao chiếc gậy trước đầu ngựa, chỉ vào chiếc đẩy. Nó nằm ở trong chiếc đẩy gấm này đây. Vị tướng với tay định lấy chiếc đẩy, nhưng ông lão lanh lẹ rút chiếc gậy về, cười nói: Đâu có được dễ dàng như vậy. Ngài muốn mua thì phải trả giá cả xong xuôi đá chứ. Bao nhiêu? Thừa 1.000 lượng vàng. Vị tướng bỗng phát lên cười. Lão có điên không? Suốt đời ta làm tướng, đánh đông dẹp bắc, phí mạng sống để phò vua giúp nước, mà chưa bao giờ có được 100 lượng vàng. Này, lão bán chiếc đẩy to bằng bàn tay, không biết định gì ở trong mà đòi đến 1.000 lượng vàng, thì thật là điên khùng. Thôi, lão hãy xê ra cho đoàn ngự giá đi, ta không đùa nữa đâu. Vua Đột Quyết đang ngồi trong long xa, không hiểu vì sao đoàn ngự giá dừng lại hơi lâu, vén rèm nhìn hỏi quan cận vệ: Có chuyện gì mà phải dừng lâu vậy? Thưa hoàng thượng, có một ông lão đang rao bán một bài học mà ông bảo là quý giá lắm. Vua mỉm cười, truyền lệnh gọi ông lão đến trước long xa của mình. Vua tự bảo đây là một cơ hội để mình giải trí. Cuộc đời bằng phẳng, ngày nào cũng yến ẩm tiệc tùng, ca hát săn bắn sự kiện, đã làm cho ngài chán ngấy lắm rồi. Cuộc đời đối với ngài không còn có gì là mới lạ để mà nhìn ngắm, không còn có gì là cao siêu kỳ bí để mà tìm tòi học hỏi nữa cả. Thế mà nay lại có một ông lão bảo rằng ông có một bài học quý giá đem đi sao bán cả cho vua nữa. Ngài có một cảm giác thích thú như khi đi săn gặp một con mồi hung hăng quyết liệt đương đầu với mình. Ông lão đến trước long xa,
sạp mình vái lạy vua, rồi cúi đầu đại lệnh. Vua Đậu Quyết lặng lẽ ngắm nhìn ông lão, cảm thấy có một vẻ gì tiên phong đạo cốt tỏa ra từ người ông lão. Hồi lâu vua cất tiếng hỏi: "Trẫm nghe nói ông lão có bài học gì hay lắm phải không?" "Tâu hoàng thượng, bảo rằng hay á thì chưa đúng lắm. Phải nói đây là bài học quý báu nhất đời." Vua mỉm cười có vẻ mỉa mai: "Ông lão có chủ quan không? Nhưng trẫm cũng miễn chấp cho lão. Vì thường tình ai bán món hàng gì cũng cho rằng món hàng của mình là nhất." "Tâu hoàng thượng, suốt đời lão chưa hề biết nói ngoa. Lão chỉ tiếc là không có một ngôn ngữ nào có thể diễn tả cho đúng cái giá trị cao cả của bài học này, nên tạm dùng danh từ là bài học vô giá." Vua cười dễ dãi: "Thôi thì ta cũng chấp nhận là vô giá đi. Nhưng đã là vô giá thì ta đích trả cho lão bao nhiêu?" "Tâu hoàng thượng, lão chỉ lấy giá tượng trưng là 1.000 lượng vàng thôi." Có nhiều tiếng cười bật lên trong đám cận thần, tướng tá vây quanh ông lão. Vua cố làm vẻ nghiêm trang, nhưng cũng không thể nhịn cười. Vạt áo cẩm bào trước bụng ngài rung chuyển một hồi, trước khi ngài cất tiếng phán bảo: "Giá tượng trưng mà đến 1.000 lượng vàng, còn nếu thật giá thì chắc chẳng phải bán cả vàng sơn của chẳng cũng chưa đủ để mà trả cho lão đó." Ông lão trả lời vua một cách tỉnh khô: "Tâu hoàng thượng, thật giả đúng như vậy, và lão tưởng như thế vẫn không phải là đắt. Vì với bài học này, hoàng thượng có thể gây dựng thêm 10 vàng sơn như thế này cũng được." Bây giờ không ai cười nữa. Câu nói của ông lão làm cho mọi người, từ vua đến quan, chú ý, vì họ cảm thấy có một vẻ gì nghiêm trang chân thật trong lời nói của ông lão. Vua bỗng xoay câu chuyện qua một hướng khác: "Lão có gia đình, vợ con không?" "Tâu hoàng thượng, lão tứ cố vô thân từ ngày sanh ra đời cho đến giờ." Vẻ mặt vua trở nên rạng rỡ, ngài nói mau: "Vậy thì lão lấy 1.000 lượng vàng dùng vào việc gì, để lại cho ai? Nhất là những ngày cuối cùng của lão cũng không còn bao nhiêu nữa. Cảm sợ lão lấy vàng mà không giữ được, lại còn mang họa vào thân nữa." Ông lão cười một cách lém lỉnh: "Lão xin đội ơn hoàng thượng đã lo nghĩ giùm cho lão. Nhưng lão đã có cách sử dụng số vàng bán được, xin hoàng thượng đừng lo." Vua lại hỏi sang một vấn đề khác: "Lão đối với trẫm như thế nào? Có đặc biệt hơn đối với những người khác không?" "Tâu, lão đặt hoàng thượng lên ngôi cao quý nhất, và bởi thế cho nên hôm nay lão mới đến chợ này đợi hoàng thượng đi săn về để bán bài học. Vì lão nghĩ ngoài hoàng thượng ra chắc không ai mua nổi, vả lại không ai sử dụng bài học này một cách lợi ích lớn lao bằng hoàng thượng. Nếu thật tình hoàng thượng muốn dùng đến nó..." "Lão đã biết nghĩ như vậy, sao lão còn muốn đòi cho được 1.000 lượng vàng của trẫm?" "Tâu hoàng thượng, lão có thể dâng không, hay lấy một vài lượng vàng của hoàng thượng cũng được. Bởi thật tình lão cũng không cần đến số vàng nhiều như vậy. Nhưng lão nghĩ rằng những vật đem tặng hay bán rẻ thường bị xem thường xem khinh. Tục ngữ có câu: của rẻ của hồi. Cho nên lão nhất quyết phải bán đúng giá 1.000 lượng vàng. Hoàng thượng có bỏ ra 1.000 lượng vàng thì hoàng thượng mới ví bài học của lão." Vua công nhận lời ông lão nói là chí lý, nhưng vẫn tiếc số vàng phải bỏ ra. Vả lại ngài cũng sợ bình thần cho mình quá giàu và tiêu pha một cách quá xa xí. Ngài nói: "Chấm bằng lòng trả bài học 1.000 lượng vàng, nhưng bây giờ chấm trả trước 500 lượng. Còn 500 lượng, nếu chấm thấy bài học hay và đem áp dụng có hiệu quả thì chấm sẽ trả luôn." Ông lão có vẻ bực mình nói: "Như vậy là hoàng thượng không dốc lòng mua,
Thôi xin cho lão đi nơi khác để bán, trẻo trừa lắm rồi. Ông lão phá chào rồi trả đám quan quân. Chống dậy, lão bước đi. Tánh háo kỳ của vua Đột Quyết bị kích thích đến tột độ, nhất là trước cái hành tung và cốt cách lạ lùng của ông lão. Vua truyền dạy ông lão trở lại, ngài nói có vẻ quở trách: "Người thật ngạo mạn, người đối với cẩm thật không có chút kính trọng nào cả. Giá cả tươi xong, sao người lại bỏ đi như thế?" "Tâu hoàng thượng, xin hoàng thượng thứ cho lão, nhưng lão thiết nghĩ nếu ở địa vị của hoàng thượng, hoàng thượng xem 1.000 lượng vàng là trọng hơn bài học của lão, thì ở địa vị của lão, lão cũng thấy tiếc bài học của lão." Vua nói hòa giải: "Thôi thì ta bằng lòng trả cho ông lão 1.000 lượng vàng đó. Hãy đưa bài học cho ta xem." Ông lão mỉm cười như để xin lỗi: "Tâu hoàng thượng lượng thứ cho. Tục ngữ có câu, tiền cao cháo nứt. Lão sẽ dâng bài học cho hoàng thượng sau khi nhận đủ 1.000 lượng vàng. Ông lão thật khó chịu, người không tin chẳng sao. Trước khi trả lời, xin hoàng thượng cho lão hỏi lại, hoàng thượng có tin lão không? Vua do dự trước khi trả lời: "Thật tình ta hơi nghi ngờ về giá trị của bài học mà người ta tụng." "Hoàng thượng không tin được lão thì lão xin lỗi, làm sao lão tin được hoàng thượng? Thường thường dân tin lời nói của vua, nhưng vua lại không làm theo lời nói của mình, nên việc quốc gia thường đổ vỡ. Lão nghĩ rằng giữa vua và dân phải có sự công bằng, hoặc hai bên đều tin cậy nhau. Nếu bên này không tin bên kia thì đừng bắt bên kia phải tin lại. Và nếu hai bên không tin nhau thì tốt hơn hết là làm theo khẩu hiệu tiền trào cháu nhất." Vua cười gượng phán bảo: "Thôi thì ta cũng làm theo ý của người." Ngày xoay qua phía quan giữ kho, bảo phải đem đến gấp 1.000 lượng vàng. Quan giữ kho phi ngựa về cung, rồi chẳng mấy chốc trở lại với một tiểu đội binh mã gồm 10 người, mỗi người mang một cái đẩy đựng 100 lượng vàng y. Vua thường đếm vàng giao cả cho ông lão. Ông ta cất hết tất cả 10 bao vàng vào một cái bao lớn. Mọi người tò mò chờ xem ông lão làm thế nào để mang số vàng về nhà. Vua nghĩ thầm, thế nào ông lão cũng khó toàn tánh mạng với số vàng lớn lao kia. Ngài tỏ vẻ thương hại, hỏi ông: "Người có cần ta cho mượn 10 lính thị vệ mang vàng về nhà cho người không?" "Xin đội ơn hoàng thượng, lão chẳng cần ai giúp đỡ. Lão đã có học được đôi chút võ nghệ từ hồi còn nhỏ, nên có thể mang nặng 100 cân. Bây giờ xin kính dâng bài học lên hoàng thượng ngự lãm. Lão chỉ xin thưa một lời cuối cùng trước khi ra về, và xin hoàng thượng nhớ cho là bài học nào cũng vậy, có áp dụng mới biết hay hoặc dở." Ông lão nói xong lấy cái đẩy ở đầu chiếc gậy dâng lên vua Đột Quyết, rồi cúi xuống quẩy bao vàng lên vai, chống gậy đi thoăn thoắt. Toàn thể đoàn pha giá vô cùng ngạc nhiên về sức mạnh phi thường của ông lão. Họ bảo nhau, có lẽ ông già này là một dị nhân, có người cho ông ta có tà thuật. Vua nắm cái đẩy trong tay, nhưng mãi nhìn theo hành tung của ông lão nên chưa kịp lấy bài học ra xem. Bây giờ sực nhớ lại, ngài mới vội vã ngắm nghía quan sát cái đẩy gánh. Tất cả quan quân đều quay lại hướng nhìn nhà vua, hồi hộp chờ đợi cái phút vua mở bài học trong đẩy gánh ra xem. Nhà vua cũng đâm ra lo lắng và hồi hộp hơn tất cả mọi người. 3 lần ngài định mở sợi dây thắt miệng đẩy, rồi lại dừng tay. Cuối cùng ngài dở cát vàng để bên cạnh mình, bỏ cái đẩy gánh vào, đậy lại cẩn thận và phán bảo: "Một bài học 1.000 vàng không thể mở ra đọc ở dọc đường dọc xá được." Và ngài truyền lệnh cho đoàn ngự giá tiếp tục lên đường về cung. Mọi người đều tiêu nhiễu thất vọng
vì không được chứng kiến đoạn kết thúc của một câu chuyện mở đầu rất hào hứng, tân kỳ. Thực ra thì cô cũng rất sốt ruột muốn sang ngay bài học nói gì. Nhưng càng bình tâm nghĩ lại, ngày càng sợ mình bị mắc lừa ông lão. Ngày không muốn dở ra xem trước mặt đình thần, vì nếu bị lừa thì thật là xấu hổ, còn gì là thể thống của một đấng quân vương ngồi trên thiên hạ. Cho nên ngài định về cung, đợi đến đêm khuya mở ra xem một mình. Nếu có bị lừa cũng không ai hay biết. Trên đường về cung, ngài cứ băn khoăn tự trách mình sao quá dễ dãi, nên một bài học đắt giá như vậy mà quên hỏi cung cách ông già, quên cho người đi theo dò la hành động của ông, và nhất là không truyền lệnh đem ông già về cung để đợi xem xong bài học ra thế nào rồi sẽ thả ra sau. Vua tự bảo lần sau mình phải thận trọng hơn nữa mới được, và ngài tự an ủi, dù sao thì lão già ấy cũng không thể thoát khỏi tay ta. Nếu lão dám lừa tỉnh cả ta thì lão sẽ mất đầu. Bài học ra xem. Hôm nay trong cung điện vua độc quyết, không có yến ẩm ca nhạc như các đêm khác. Sau mấy ngày đi săn bắn mệt nhọc, vua truyền lệnh cho các quan thị vệ cận thần và cung nữ được nghỉ ngơi cho lại sức. Riêng ngài cũng cần được yên tĩnh để xem bài học ngàn vàng vừa mua được. Thâm ý của ngài là không muốn cho một ai khác được xem bài học. Lý do thứ nhất là một vật quý báu như vậy không nên để cho một ai hay biết. Lý do thứ hai là nếu bị lừa phỉnh thì là càng không nên để tiết lộ ra ngoài. Cho nên hôm nay ngài đi nghỉ sớm, đến 3 giờ sáng ngài lặng lẽ thức dậy, đóng kín các cửa phòng, mở các vàng, lấy cái đẩy đựng bài học ra. Ngài mở dây gốc trên miệng đẩy, hồi hộp rút bài học đựng trong một cái phong bì dán kín. Ngài cẩn thận xé phong bì, rút ra một tờ giấy màu vàng tươi. Trên trang giấy chỉ vỏn vẹn có một câu viết với một nét chữ rất đẹp như rồng bay phượng múa: phàm làm việc gì trước phải xét kỹ đến hậu quả của nó. Cô bật ngửa người, nhấc mạnh trang giấy xuống bàn. Sự tức giận của ngài lên đến cực độ, làm cho người nghẹt thở. Nếu không sợ quan thái giám và cung phi mỹ nữ biết được, thì ngài đã đập đổ tất cả bình vàng quý ngọc để trước mặt ngài trên chiếc án chân quỳ nạm ngọc. Ngài càng nghĩ càng căm giận lão già, không ngờ hắn lại dám tỉnh giặc cả vua. Bài học như vậy mà lão dám bảo là vô giá, đòi cho được 1.000 lượng vàng, mà lại còn làm ra vẻ không cần. Lão thật quá ngạo mạn, dám cho đó là một bài học, trong khi chỉ là một câu nói tầm thường, chỉ để khuyên bọn trẻ con. Ta là một ông vua, trị vì thiên hạ, quyền uy cái thế, đâu có cần một bài học như vậy. Ta muốn làm gì thì ta làm, ta ban sự sống, ta truyền lệnh chết, ta là thiên tử, ta muốn là trời muốn, ta hô một tiếng là có thể dời sông lấp biển. Ta đâu cần nghĩ đến hậu quả làm gì. Ta muốn hậu quả như thế nào thì hậu quả phải như thế ấy. Nhà vua định xé tờ giấy của ông già viết ta làm muôn mảnh và vứt vào ống phóng cho mất tan tích. Nhưng ngài dừng tay lại vì chợt nghĩ rằng nên để nó lại, chờ ngày bắt được lão già sẽ trả lại cho lão, đòi 1.000 lượng vàng lại trước khi hành quyết. Cần có đủ bằng cớ tan tích để lão già mồm mép kia không thể chối cãi được. Với dằn sự tức giận, xếp tờ giấy bỏ vào chiếc đẩy gánh và buộc dây lại như cũ. Ngài bỏ vào các vàng để ở trên án thư.
Nhưng một lát sau, nghĩ thế nào không biết, ngài lấy chiếc chát đem bỏ vào tủ bằng cẩm thạch, dùng để đựng các thứ thất bảo quý nhất và khóa lại cẩn thận. Không phải ngài liệt cái bài học của ông già vào hàng quốc bảo, nhưng chỉ vì ngài sợ để ra ngoài có người xem trộm được sẽ cười chê ngài khờ dại đã để cho một ông già tỉnh gạt, và tin ấy đồn đãi ra sẽ làm ngài mất uy tín, khó trị vì thiên hạ. Công việc đầu tiên ngài phải làm là truyền lệnh tìm bắt cho được ông già. Nhưng đây là một việc mật, cần phải giao phó cho người thân tín thi hành. Vua định kế hoạch xong xuôi đâu đó thì cấm canh trên hoàng thành đã thúc tan canh. Ngài đến một giấc cho đến chiều tối, không ai dám thức ngài dậy, vì ai cũng nghĩ rằng bài học chắc phải cao siêu lắm, nên làm cho ngài mỏi mệt không thể dậy sớm được. Sau khi thức dậy, ngài truyền lệnh cho quan thái giám mở tiệc khoản đãi đình thần vào tối hôm ấy, lấy lý do là để mừng hoàng thượng vừa có hồng phúc mua được bài học quý giá. Vì đã quen tổ chức tiệc tùng yến ẩm, cho nên trong vài giờ sau, quan thái giám đã bày biện xong một đại tiệc trên 500 thượng khách tại ngự uyển. Văn võ bá quan trong triều không ai thiếu mặt, vì được vua ban đại yến là một vinh dự không thể bỏ qua. Hơn nữa, mọi người đều nóng lòng muốn biết bài học vô giá mà vua vừa mua được nó quý giá cao siêu như thế nào. Diện mạo của vua hôm nay không khác mọi ngày, ngài vẫn vui vẻ nói cười, nhưng nếu ai để ý nhìn kỹ thì thấy ngài uống rượu có nhiều hơn mọi hôm trước. Cuối bữa yến, ngài tuyên bố rất hài lòng về bài học của ông già và có thể xem như là một quốc bảo. Có quan đại thần đánh bạo đứng dậy tâu vua, có thể nói cho biết nội dung và tính cách bài học như thế nào không? Vua cười giận dạo bảo rằng bài học có tính cách cơ mật, không thể nói ra cho tất cả triều thần biết được. Tùy thế, ngài hứa sẽ tùy theo địa vị của các đình thần và tùy theo hoàn cảnh mà tiết lộ cho một số các thượng quan biết. Câu chuyện bài học không còn ai buồn nhắc nhở nữa, vì đoàn vũ nữ đẹp tuyệt trần với những xiêm y rực rỡ kéo nhau ra sân khấu. Nhưng chính trong lúc mọi người đang say mê xem múa nhảy thì vua ta gọi quan đề đốc vào hậu cung để ngài dạy bảo. Quan đề đốc Thanh Tâm là một vị võ tướng thân tín của ngài. Thường thường những việc mật vua được giao phó cho vị quan này thi hành. Vua tỏ thật ra cho vị đề đốc biết chuyện mình bị gạt và truyền cho vị này phải tìm bắt cho được ông già đã đáng bài học. Quan đề đốc xin hứa trong một tuần sẽ đem nạp ông già trước bệ phần. Là một con người nhiều mưu trước, quan đề đốc đề nghị với nhà vua là tuyên bố cho mọi người biết rằng bài học rất quý báu, nên tôi muốn trọng thưởng thêm vàng bạc cho ông già, nhưng không biết ông ở đâu. Vậy nếu ai tìm được chỗ ở của ông già và báo tin cho ông biết cũng sẽ được trọng thưởng. Và sau khi cuộc yến ẩm ca tủ chấm dứt, mọi người ai ai cũng hy vọng đi tìm kiếm ông già để được lãnh thưởng. Từ hôm ấy, ngày nào cô Độc Huyết cũng trông ngóng tin tức về ông già, nhưng bị vô âm tín. Gần đến kỳ hạn một tuần, vua càng sốt ruột. Vua sợ để lâu, ông già sẽ trốn ra khỏi nước, sang nước Quý Lâm, là một lân bang hù nghịch và phao đồng tin tôi bị gạt, thì thật là làm trò cười cho thiên hạ. Nhưng nếu vua sốt ruột một phần, thì quan đề đốc Thanh Phong lại sốt ruột 10 phần. Quan sẽ mất uy tín biết bao đối với sự tin cậy của vua khi không tìm ra được ông già. Một ông già lẩm khẩm tứ cố vô thân, mang theo một bình bao vàng nặng trĩu như vậy mà có thể trốn thoát ra khỏi nước một cách dễ dàng, thì làm sao nói chuyện giữ an ninh trật tự cho trăm họ và giữ yên bờ cõi chống xâm lăng? Quan huy động tất cả lính tráng dưới quyền mình đi lục soát từng nhà một trong đêm khuya, và ban ngày chẩn đoán tất cả các ông già để khám xét. Ngoài ra, quan còn sai bọn mật thám rất đông đảo dưới tay mình giả làm người đi mua heo, đi bán chiếu, người lỡ đường đi ăn xin ngủ trọ để dò xét.
tất cả quán xá ở các ngã tư, ngã ba đường đều có người của quan đề đắp dòm ngó. Nhưng ông già vẫn biệt tô âm tín. Kỳ hạn một tuần đã hết, quan đề đốc với vẻ người tiều tụy, trông già đi đến 10 tuổi, vì sự lo nghĩ và mất ăn bỏ ngủ, khấm nấm vào quỳ chất lâm sàng để chịu tội về sự bất lực của mình. Bao nhiêu sự giận dữ của vua đối với ông già đều trút lên đầu, lên cổ quan đề đốc. Người ta có cảm tưởng lưng quan đề đốc mỗi lúc một trầm xuống thêm vì những danh từ nặng nề mà quan phải gánh chịu thay cho ông già. Ông già khi vác bao vàng 100 lượng đâu có vẻ nhọc nhằn như vậy. Nhưng có một lúc, như con ngựa chở quá nặng, bất kham đâm liều đã cướp đổ tất cả đồ vật mang trên lưng, quan đề đốc đứng thẳng dậy, nói thẳng ý mình: tâu hoàng thượng, thần không xứng đáng nhận lãnh tất cả các lời quở trách nặng nề của hoàng thượng. Từ trước đến nay hoàng thượng đã tin dùng thần, thì chắc hoàng thượng cũng đã xét đến lòng tận trung của thần như thế nào rồi. Nhưng trong vụ ông già này, thần xin thú thật, thần chịu bất lực. Ông già đã phỉnh gạt cả hoàng thượng thì chắc cũng không phải tay vừa. Vừa nghe xong câu nói cuối cùng của quan đề đốc dẫn đến xám mặt, ngài hất đổ tất cả đồ đạc để trên án thư, vùng đứng dậy nạt: người nói gì? Trẫm bị phỉnh gạt hả? Người đã nhục mạ trẫm, tuổi khi quân của người đáng chém đầu. Nói xong, vua truyền quan thái giám đem bỏ quan đề đốc vào ngục thất để chờ ngày ra pháp trường vì tội khi quân. Thật ra câu nói của quan đề đốc không đến nỗi phải bị kết vào trọng tội như vậy. Nhưng nhà vua muốn trừ quan đề đốc để dập tắt luôn vụ mình bị lừa phỉnh, không cho nó lan ra ngoài. Vì ngoài quan đề đốc ra, chưa có một ai rõ biết về sự thật của bài học nhàn tàn kia. Khi hôm ấy, quan đề đốc bị xử uống thuốc độc chết ở trong ngục thất. 3 ngày sau, tin đồn ra cho biết rằng quan đề đốc đã bị xử tử vì tội âm mưu giết vua để chiếm ngôi. Đốc bị xử tử mấy hôm sau, lan đến biên thị giữa hai nước Nhật Chi và Quý Lâm. Tướng giữa biên cương là Thạnh Bảo, con trai đầu của quan đề đốc, một viên tướng trẻ tuổi nhưng tài cao, được vua tin cậy cho ra trấn đánh ở biên thị với binh khủng tướng mạnh để hầu ngăn cản ngoại xâm từ nước Quý Lâm tràn sang. Được tin dữ, Thạnh Bảo đau đớn và kinh hoàng đến ngất xỉu. Người nhà phải kêu gọi hồi lâu chàng mới tỉnh lại. Theo như tin cho biết thì ông thân Thạnh Bảo bị xử tử vì tội mưu đoạt ngôi vua, một tội rất nặng, có thể bị tru di tam tộc. Chàng nghĩ thật là vô lý, cha chàng mà lại phản vua, muốn chiếm đoạt ngôi vàng. Một vị cận thần được vua tin cậy từ trước đến nay mà sao lại dám làm như vậy? Chắc ở bên trong còn có nhiều bí ẩn khác nữa. Nhưng điều không ai còn nghi ngờ
là cha chàng đã chết thật và đã chết về tội tế vua. Với một tội trạng như vậy, chắc chắn chàng cũng sẽ bị liên lụy, có thể bị mất chức, tù tội hay bị xử tử cũng nên. Do đó, chàng phải tìm cách đối phó trước. Sự việc đã đẩy chàng vào chân tường, chàng không thể bó tay chịu chết một cách vô lý như vậy. Một mặt, chàng viết mật thư cho người kính cẩn sang nước Quý Lâm xin viện binh. Một mặt, chàng kiểm điểm binh mã kéo rắc về kinh đô để hạch tội vua về việc đã giết cha chàng. Binh hùng tướng mạnh của Thạnh Bảo rầm rộ kéo về kinh đô trước sự ngơ ngác của dân chúng. Phản ứng của Thạnh Bảo rất nhanh, khiến vua cũng không ngờ và không kịp đối phó. Ba ngày sau, kinh đô đã bị vây kín. Vua không còn biết làm gì hơn là đóng cửa thành, tìm kế hoãn binh để đợi cứu viện. Trong khi nóng giận, vua ra lệnh giết quan đầy đất mà quên xét kỹ đến cái hậu quả sẽ đến cho mình là sự trả thù của Thạnh Bảo. Ba lần vua sai sứ giả ra cầu hòa và hứa sẽ đền đáp xứng đáng việc xử tử oan quan đầy đất, nhưng Thạnh Bảo không chịu. Ban đầu khi mới kéo quân trở về kinh đô, Thạnh Bảo chỉ bị nóng lòng muốn biết vì sao cha mình bị giết, và nhất là để tự vệ, để phòng sự việc bất trắc có thể xảy đến cho mình. Nhưng giờ đây, sau khi thấy rõ lực lượng của mình quá mạnh và sự cô thế của vua, cũng như sự bất lực hèn nhát của đình thần, Thạnh Bảo muốn nhân cơ hội này phế bỏ vua và chiếm luôn ngôi vàng, điều mà trước kia không bao giờ chàng dám nghĩ đến. Trong khi chờ đợi giờ phút đầu hàng của vua quan trong thành, Thạnh Bảo ra một tờ thịt kể tội của vua, nào là thiếu sáng suốt, ăn chơi quá độ, không lo việc nước, nào là nhu nhược để cho bọn nịnh thần thao túng triều đình, nào là phung phí của cải của nhà nước làm cho dân đã bị nghèo lại càng nghèo thêm. Dân chúng ở kinh thành ban đầu còn dè dặt, chưa dám hưởng ứng, nhưng sau thấy lực lượng của Thạnh Bảo quá mạnh mà đình thần lại không có ai đủ tài sức để đương đầu với Thạnh Bảo, nên đã theo về rất đông. Nhất là trong hoàng thành, mỗi ngày mỗi thiếu thực phẩm, nước không đủ uống, gạo không đủ ăn, bệnh dịch tả bắt đầu xuất hiện, và tin đồn quân của nước Quý Lâm đã tràn vào biên thùy. Tình hình thật là nguy ngập, đen tối. Vua vấn kế đình thần, nhưng đình thần quen ăn chơi và xem múa hát, không còn đủ minh mẫn và sáng kiến để hiến kế cho vua. Đôi khi vua cũng đâm ra hối hận vì đã giết quan đầy đất. Nếu có quan đầy đất, chắc ngài không đến đổi cô độc, nhục nhã và bất lực như thế này. Nhưng sự việc đã lỡ, hối cũng muộn rồi. Điều quan trọng hiện nay là làm sao tìm được một người tài trí đủ sức đẩy lui bọn giặc Thạnh Bảo. Nếu không tìm ra được thì chỉ có cách là bỏ thành trốn thoát để bảo toàn tánh mạng. Ngài chỉ còn trông mong sự cứu trợ của tướng Hoàng Cái, một viên tướng có mưu lược và uy quyền đang chấn đóng ở biên thùy phía nam. Nhưng đã trên 15 ngày qua mà không nghe tin tức gì của Hoàng Cái cả. Vua quá lo sợ. Sang này Thạnh Bảo phá được thành thì cả hoàng tộc sẽ bị giết sạch. Dân chúng và binh lính vừa chết vì đói và vừa chết vì dịch tả. Triệu chứng rối loạn đã bắt đầu xuất hiện trong hoàng thành. Từng đoàn binh lính đã cởi bỏ quân phục để trốn lánh trong dân chúng. Ban đêm chỗ này kêu cướp, chỗ kia kêu cháy nhà. Thấy tình thế mỗi ngày mỗi nguy ngập, một đêm tối trời, vua cùng hoàng gia đã theo đường hầm bí mật lén trốn ra khỏi kinh thành, đi về phía nam là nơi đạo quân của đại tướng Hoàng Cái đang đóng. Hai hôm sau, dân chúng trong thành mới hay nhà vua đã trốn thoát. Để tự cứu, họ đã đồng thanh mở cửa thành cho đạo quân của Thạnh Bảo kéo vào. Dân chúng hoan hô chàng và tôn chàng lên làm vua. Để mua chuộc lòng dân chúng, Thạnh Bảo thường mở các kho thóc gạo còn lại của nhà vua ra phân phát cho dân. Và đối với triều thần cũ,
chàng ra mật chỉ dụ cho các vị nào muốn nghỉ việc thì cứ tự do trở về quê cũ, còn vị nào muốn ở lại phục vụ quốc gia thì sẽ được thăng cấp. Hầu hết đều lục tục xin ở lại phò vua mới. Nhưng công việc đầu tiên của Thạnh Bảo sau khi được tấn xong là tự mình kiểm điểm lại các kho ngọc vàng châu báu của tiên vương để lại. Chàng cho phá cái tủ bằng cẩm thạch để trong phòng ngủ của vua Đột Quyết. Chàng thất vọng, không thấy một báu vật nào ở trong hết, ngoại trừ cái đẩy có đựng bài học của ông già. Chàng tò mò mở ra xem và khinh bỉ xóa trang giấy ra nhiều mảnh nhỏ. Chàng lẩm bẩm: xét kỹ đến hậu quả trước khi làm việc. Sao nó lại để câu này vào đây làm gì? Nó muốn dạy ta chắc. Nếu thật nó tin vào giá trị của câu này thì nó phải dạy nó trước đã chứ. Nó muốn dạy đạo lý nhân quả cho ta, trong khi chính nó lại không áp dụng cái đạo lý ấy. Vả lại, bài học này đâu có đúng. Chính ta đây, trong khi cất binh về hỏi tội nó, thì ta chỉ nghĩ đến tự vệ, chứ ta đâu có nghĩ đến hậu quả là được lên ngai vàng. Ta nhắm một mục tiêu này mà công việc lại đưa ta đến một mục tiêu khác. Vậy thì làm sao có thể đoán trúng được hậu quả mà phải suy nghĩ về hậu quả cho mệt tí. Trong lúc say sưa với màn chiến thắng và địa vị mới như vậy, thì Thành Bảo được tin tuy báo từ biên cương là đại quân của nước Quý Lâm đang tiến về kinh đô, lấy danh nghĩa là giúp Thạnh Bảo diệt đạo chúa Đột Quyết. Tin báo ấy không sai. Đạo quân của nước Quý Lâm do một lão tướng có kinh nghiệm là Trùng Sơn đang ngày đêm tiến về kinh đô. Đi đến đâu, Trùng Sơn cũng loan báo cho dân chúng biết rằng mình được Thạnh Bảo mời sang giúp sức. Bức thư cầu cứu của Thạnh Bảo gửi cho vua Quý Lâm được viết phóng đại ra thành nhiều bản, lưu trên những tấm gỗ lớn và dựng lên ở các phố phường, chợ búa mà quân của Trùng Sơn đi qua. Và với chiêu bài ấy, đi đến đâu, quân của Trùng Sơn cũng đắc dân chúng phải đón rước, khết đãi, nộp thóc gạo, thực phẩm để nuôi quân. Có nhiều nơi quân giặc ngoại bang bắt cả đàn bà con gái, vợ con của dân chúng ra phục dịch mua vui cho chúng. Nhân dân bắt đầu oán ghét Thạnh Bảo, đã vì thù hận riêng tư, rước voi về giày mã tổ, cổng rắn cắn gà nhà. Không còn tin cậy ở cả vua cũ lẫn vua mới, họ tự động đứng lên chống quân xâm lăng để bảo vệ xóm làng Mồ Mả. Quân của Tùng Sơn dần dần cảm thấy dân chúng địa phương tránh xa mình, không còn tiếp sức phục dịch nữa, mà trái lại còn tổ chức khuấy phá hậu phương mình. Tùng Sơn, một con cáo già, mượn cớ để bảo vệ quân lính mình, đi đến đâu đều đóng đồn bót đặt quan cai trị địa phương, cướp bỏ nhóm hương lý cũ, đặt bọn hương lý mới là những tay sai ngoan ngoãn của mình. Thực ra đường từ Binh Thì về kinh đô đi chậm lắm cũng chỉ trong khoảng 10 ngày là đến. Nhưng Tùng Sơn đâu có ý định đến kinh đô gấp. Lão ta có chần chờ để đặt cơ sở khắp nơi, và đáng lẽ thẳng đường về kinh đô thì hắn lại đi vòng quanh về phía nam như cố bọc hậu kinh thành Ngực Chi. Những tin tức ấy dồn dập được báo về cung, Thạnh Bảo vô cùng lo ngại bối rối, không biết phải đối phó ra làm sao. Đem quân ra cảng không cho quân Tùng Sơn tiến vào thì không đủ sức, mà để cho quân Tùng Sơn xâm nhập mãi thì mất uy tín của mình và cả ngai vàng nữa. Chương 4. Tướng Hoàng Cái giải phóng đất nước và khôi phục ngôi vua. Vì đã cầu cứu ngoại bang đem quân xâm chiếm nước nhà,
nên Thạnh Bảo mất hết chánh nghĩa. Trái lại, Hoàng Cái dựa trên danh nghĩa chống ngoại xâm, bảo tồn xứ sở, khôi phục ngôi vua, đã tạo cho mình mỗi ngày mỗi thêm ưu thế trong nhân dân. Sau khi đã chiêu mộ thêm binh mã một cách mau lẹ, vì sự nhiệt liệt hưởng ứng của toàn dân, tướng Hoàng Cái làm lễ xuất phát về giải phóng kinh đô. Lợi dụng sự khinh suất của Tùng Sơn đem quân tiến sâu về phía nam, tướng Hoàng Cái đã bất thần thúc quân đánh ngang hông đạo trung quân của địch. Cách đạo quân này làm đôi, tiền quân và hậu quân không liên lạc được với nhau. Phần không thông thuộc đường xá, phần bị dân chúng nổi dậy khuấy phá ở hậu phương. Quân của Tùng Sơn mỗi ngày mỗi hao mòn. Lúc mới đầu còn được dân chúng tiếp tế, nhưng càng đi sâu vào đất địch, dân chúng địa phương càng xa lánh, sự tiếp tế càng khó khăn. Quân của Tùng Sơn dần dần mỏi mệt, thiếu thốn và không còn giữ được kỷ luật như trước nữa. Do đó càng đánh càng thua, càng thua càng mất tinh thần, và càng mất tinh thần càng thua nặng. 10 vạn tinh binh của Tùng Sơn bây giờ chỉ còn là một đạo quân ô hợp, gồm chưa đầy 1 vạn, tiến thoái lưỡng nan. Đáng lẽ lợi dụng tình trạng suy yếu của quân Tùng Sơn, Thạnh Bảo có thể mua chuộc tội phản nghịch của mình bằng cách tấn công vào quân của Tùng Sơn, giành lại chủ quyền của đất nước, nêu cao danh nghĩa giải phóng dân tộc khỏi ắt ngoại bang. Nhưng bị dân tộc, địa vị và quyền lợi nhãn tiền làm mù quáng lương tri, Thạnh Bảo vẫn nuôi hy vọng. Vua nước Quý Lâm với tài nguyên dồi dào, tiềm lực chiến đấu hùng hậu, có thể đem thêm viện binh giúp mình đánh bại Hoàng Cái. Thái độ hướng ngoại và thần phục ngoại bang ấy làm cho dân chúng ghét bỏ Thạnh Bảo. Ngay tại kinh đô là nơi dân chúng tương đối được hưởng đôi chút ân huệ của nhà vua, Thạnh Bảo cũng không từng được sự ủng hộ, mà trái lại còn bị nhấn ngầm phản đối khi quân của Hoàng Cái còn ở xa. Và cứ mỗi ngày nghe tin quân của vị tướng này càng tiến về kinh đô, thì dân chúng tại đây lại càng tỏ ra chống đối công khai với chính quyền do Thạnh Bảo nắm giữ một cách độc tài. Sau khi được tin Hoàng Cái đã giết được tướng Tùng Sơn và tiêu diệt hoàn toàn tàn quân của địch, thì dân chúng ở kinh đô nhất tề nổi dậy, bao vây hoàng cung, tước khí giới của lính phòng vệ hoàng thành và giam lỏng Thạnh Bảo trong cung, mở cửa thành chờ đón Hoàng Cái và vua Đột Quyết trở lại ngai vàng. Như thế là sau 3 tháng xáo trộn trầm trọng vì sự giấy binh và cướp ngôi của Thạnh Bảo, trật tự lại được vãn hồi trên toàn quốc và tại kinh đô nước Nhật Chi. Vua Đỗ Quyết được đại tướng Hoàng Cái vò về hoàng cung. Dân chúng tại kinh đô treo đèn kết hoa và lập thải hoàng môn đón mừng sự trở về của vua. Ngài quyền mở hội thao mừng quân lính trong suốt 7 ngày đêm. Hoàng Cái và những tướng tá có công đều được thăng 2 cấp bậc và trọng thưởng ngọc ngà châu báu. Những người phản bội và theo ngoại bang, trong số đó có Thạnh Bảo, đều bị bắt giam để chờ ngày đền tội. Hoàng Cái trở thành đệ nhất công thần và cột trụ chính của triều đình, được cho hoàn toàn tin cậy và trọng nể. Ngài cho phép Hoàng Cái được đặc biệt ra vào hoàng cung lúc nào cũng được và có thể trình bày ý kiến của mình trong mọi vấn đề. Căn cứ trên đặc ân ấy, ngay sau ngày đăng quang của vua Đột Quyết, Hoàng Cái đã vào hoàng cung xin ý kiến vua để trình bày một việc mà Hoàng Cái cho là rất quan trọng đối với vận mệnh của quốc gia. Sau khi được vua chấp thuận, Hoàng Cái đã dâng một bức thư điều trần lên vua Đột Quyết. Trong ấy, vị đại thần này cắt cứ vua đã để mất ngôi vì chỉ nghĩ đến chuyện săn bắn, ăn chơi, múa hát mà không lo đến việc quốc kế dân sinh. Nếu từ đây về sau vua vẫn không thay đổi nét sống cũ, thì quốc gia chắc sẽ bị nguy cứu một lần nữa, và cái họa ngoại xâm chắc không thể tránh khỏi. Vua đã nén lòng tự ái và không nhận lời khuyên của Hoàng Cái là đúng. Ngài tự hứa từ nay về sau sẽ chăm lo việc nước,
và dẹp tất cả những cuộc yến ẩm ca múa trong cung. Sau khi triều đình đã được chỉnh đốn, vua mới quyền đem Thạnh Bảo ra xử. Thạnh Bảo bị xét vào tội phản loạn, thông đồng với ngoại bang để cướp ngai vàng, và sẽ bị xử trảm tại pháp trường cát dựng lên ở giữa kinh đô. Vào một buổi sáng sớm mùa thu, nhằm một phiên chợ tại kinh đô, người ta được mục kích một đám quan quân áp giải một tên tử tù ra pháp trường. Tên tử tù này không ai khác hơn là Thạnh Bảo. Đám cướp đi từ trong hoàng thành ra, dẫn đầu là hai con voi trắng lớn, ở giữa là một vị võ quan mang một tấm biểu lớn liệt kê danh tánh và tội trạng của tử tội. Kế đó là hai hàng lính tráng mang tấm lớn và chiên to cùng các loại nhạc khí. Tiếp theo sau là chiếc củi nhốt Thạnh Bảo, hai bên có hai hàng lính dùng giáo sáng ngời đi hai bên. Bình thần và vua Độc Quyết cũng được nhân giá theo đám cướp với đầy đủ cung cách và nghi tệ của một đại viên. Đến pháp trường, Thạnh Bảo bị dẫn ra khỏi chiếc củi và trói vào một cột trụ. Sau khi vua và đình thần an tị xong trước pháp trường, dân chúng đều được sắp xếp các trật tự ở xung quanh. Ba hồi chiên trống nổi lên dõng dạc và oai nghiêm. Quan hình bộ thượng thư ra tuyên đọc tội trạng của tử tội. Tất cả đình thần và dân chúng đều im lặng lắng nghe những lời buộc tội nghiêm khắc của quan thượng thư và hồi hộp chờ phút giây vua ra lệnh thành quyết. Ba hồi chiên trống đã chấm dứt từ lâu, mọi người đều im lặng nhìn về phía vua Đột Quyết. Gã đao phủ mình trần trùng trục đưa cao ngọn đao sáng chói mặt trời chờ lệnh hạ xuống đầu Thạnh Bảo. Vua từ từ đứng lên tiến tới trước mặt Thạnh Bảo, nhìn chàng một hồi rồi cất tiếng nói: Thạnh Bảo, người có nhận tội phản nghịch của ngươi không? Người có ân hận về những điều ngươi đã làm không? Thạnh Bảo bình thản ngước nhìn nhà vua trả lời: Thần đã thất bại trong mưu đồ của thần và thần cam chịu chết. Được là vua, thua là giặc, đó là lẽ thường. Thần không có gì phải ân hận. Nếu ngài thất bại thì hôm nay chỗ đứng của ngài là trước cột trụ của pháp trường này, và chỗ ngồi của thần là cái ngai vàng chính giữa đám triều thần kia. Vua mỉm cười mai mỉa: Ta khen cho người sắp chết mà vẫn còn cương trực. Trước khi lìa cõi đời, ngươi còn lời nói cuối cùng gì nữa không? Thành Bảo ngập ngừng một phút rồi nói: Thần chỉ ân hận có một điều, và điều ấy có thể thay đổi cả cuộc chuyện hôm nay. Điều gì? Thạnh Bảo ngập ngừng nhìn quanh quan quân đứng xung quanh. Vua đoán biết ý định của Thạnh Bảo, hỏi: Người muốn nói chuyện với chẩm chăng? Thạnh Bảo gật đầu. Vua truyền cho quan quân lùi xa ra khỏi pháp trường và tiến sát đến gần Thạnh Bảo. Bây giờ ngươi hãy nói cho ta nghe đi. Thạnh Bảo thì thầm nói với vua. Vua như sực nhớ điều gì, đứng thẳng người dậy, vẻ mặt đăm chiêu, rồi gật đầu mấy cái như vừa khám phá ra một điều gì quan trọng. Vua xoay lại nhìn bình thần một chút, rồi truyền cho người đao phủ hạ đại đao xuống và tạm thời đình hoãn cuộc hành quyết. Tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Đại tướng Hoàng Cái bực tức tiến tới trước vua Độc Quyết định chất vấn và ngăn cản lệnh của vua, nhưng vua đưa tay ra hiệu hãy im lặng và truyền quan quân nghỉ giá hồi cung. Đồng người chậm rãi quay về trong một bầu không khí ngột ngạt và bực tức. Chương 5.
bài học ngàn vàng được gợi lại. Đại tướng Hoàng Cái vẻ mặt giận dữ tiến thẳng vào hậu cung. Sau khi ở pháp trường trở về, vị đại thần này muốn biết lý do vì sao vua Đắc Cường lệnh hoãn việc xử trảm Thạnh Bảo. Vua biết Hoàng Cái đang bực tức mình nên cứ làm ra vẻ vồn vã. Đại thần hãy vào đây uống với chẩm một ly rượu, rồi chẩm sẽ giải thích vì sao chẩm Đắc Cường tha tội chết cho Thạnh Bảo. Quan đại thần bất chấp cả nghi lễ tấn công ngay. Thần không thể ngồi uống rượu được, trong khi thằng giặc nguy hiểm nhất của triều đình đang còn sống. Tại sao hoàng thượng lại muốn nuôi ông tay áo một lần nữa? Hoàng thượng đã tin cậy cha nó, để đến nỗi suýt bị nguy đến tánh mạng. Thời may vận nước chưa đến đổi suy tàn, nên âm mưu lật đổ ngai vàng của cha nó bị khám phá kịp thời. Nhưng hoàng thượng đã nhổ cỏ mà không từ tận gốc, nên đã để cho thằng con là Thạnh Bảo đem quân về làm loạn, ngai vàng bị lật đổ, thần dân bị điêu linh khổ sở. Nay tội trạng của nó đã đành sành, hoàng thượng lại vẫn tỏ ra khoan dung độ lượng với nó, làm cho tất cả triều đình từ trên xuống dưới đều vô cùng phẫn uất buồn tủi, và nhất là lo sợ cho hậu hoạn còn đó. Vua ngồi lắng nghe, không tỏ vẻ bực tức vì những câu trách móc ấy. Ngài ngập ngừng một hồi lâu trước khi cất tiếng với một vẻ mặt buồn buồn: "Trẫm xin chịu lỗi với khanh về những việc làm của trẫm. Những lời của khanh nói trẫm không chối cãi vào đâu được. Vì thế khanh chưa hiểu rõ tất cả nguồn cơn sự việc đã xảy ra tại trong cung cấm này, nên khanh đã trách trẫm. Nếu khanh hiểu rõ mọi việc từ đầu, chắc khanh sẽ có một nhận định khác. Từ lâu trẫm chôn sâu câu chuyện này trong đáy lòng, nhưng không ngờ sáng hôm nay nghe Thạnh Bảo nhắc lại làm trẫm vô cùng hối hận và tỉnh ngộ. Câu chuyện này khanh là người đầu tiên được biết đến, và trẫm nói ra đây cho khanh rõ là vì trẫm xem khanh là người thân tín bậc nhất của trẫm." Hoàng Cái dần dần bị lôi kéo vì những lời nói có vẻ bí mật của vua, đã đổi sắc mặt, không còn bực tức như lúc đầu. Đại tướng chăm chú lắng nghe vua mở đầu câu chuyện: "Chắc khanh chưa quên câu chuyện anh già bán đại học mà trẫm đã mua với giá 1.000 lượng vàng. Sau khi mở bài học ra xem, trẫm nghĩ rằng trẫm đã bị lừa, nên trẫm vô cùng tức giận." Hoàng Cái tò mò hỏi: "Thần có thể biết nội dung bài học nói gì không?" "Không có gì lạ, chỉ vỏn vẹn có một câu: phàm làm việc gì, trước phải xét kỹ đến hậu quả của nó." Trẫm tức giận ông già quá, nhưng không dám bộc lộ sự thật cho mọi người biết, vì sợ bị chê cười. Trẫm đã phao đồn ra là bài học rất quý giá, và mọi người đều tin là thật. Nhưng một mặt khác, trẫm mật truyền cho quan đầy đất Thanh Phong phải đi bắt cho được ông già về cho trẫm. Nhưng quan đầy đất không làm sao tìm bắt cho được ông già. Trẫm một phần vì tức giận, một phần vì sợ để quan đầy đất sống thì sự thật về bài học sẽ bại lộ, nên loan tin rằng quan đầy đất đã âm mưu lật đổ ngai vàng. Quan đầy đất bị xử tử bằng độc dược và chết tại trong ngục thất. Thạnh Bảo không thể tin được rằng cha mình đã âm mưu giết vua, vì hơn ai cả Thạnh Bảo biết rằng quan đầy đất là một trung thần được trẫm vô cùng tin cậy. Nóng lòng vì cha bị giết mà không rõ nguyên nhân, và cũng để tự vệ, nó đã đem quân về triều làm loạn. Sự việc diễn tiến sau đó như thế nào khanh cũng đã rõ. Có một điều quan trọng nhất mà hôm nay nó mới tiết lộ cho trẫm biết là sau khi nó vào hoàng cung, nó mở cái tủ cẩm thạch mà trẫm đựng châu báu ngọc vàng, nó không thấy gì cả, vì trẫm đã đem đi hết. Ngoài cái đẩy có bài học của ông lão,
Nó đọc xong rồi bực tức xé mảnh giấy đó đi. Nó nghĩ rằng đó là một câu nói nhảm. Nhưng chính hôm nay tại pháp thiền, trước khi bị xử cảm, lời nói cuối cùng của nó với chẳng là nó đã ân hận không nghe theo bài học. Nếu từ khi vào cung mà nó làm theo bài học thì nó vẫn có thể hướng đến một hậu quả tốt đẹp, chứ không phải là cái hậu quả bị xử cảm tại pháp thiền. Chẳng có hỏi nó, nếu Khanh nghe theo bài học thì Khanh sẽ làm gì? Thì nó trả lời, thần sẽ chống lại quân của nước Quý Lâm do Tùng Sơn chỉ huy và trả lại ngai vàng cho hoàng thượng. Chấm lại hỏi, vậy tại sao Khanh không làm như vậy? Thì nó bảo, vì thần thấy khó mà đoán trúng hậu quả, vả lại trong khi đang có quyền lực trong tay, thần nghĩ rằng mình có thể thay đổi hậu quả theo mình muốn. Nghe Thạnh Bảo trả lời, chấm giật mình, vì chấm cũng đã nghĩ như vậy. Khi mở bài học ra xem lần đầu tiên, chấm đã dùng bỏ bài học của ông già, nên chấm đã mất ngôi và sức mất luôn cả tánh mạng. Và chính chấm là người đã gây nên tội đối với cha con đệ đốc Thanh Phong. Chính vì nghĩ như vậy nên chấm đã truyền tha tội giết cho Thạnh Bảo. Quan đại thần Hoàng Cái nghe xong, ngồi trầm ngâm suy nghĩ, và nỗi bực tức lúc đầu tan biến dần mất. Hoàng Cái và Vua Đột Quyết ngồi nhìn nhau, không ai nói với ai một lời. Nhưng đây là một sự im lặng đầy suy tư, rất cần thiết cho mọi hành động. Hồi lâu vua cất tiếng hỏi, theo ý đại thần, thì đại thần có nghĩ rằng nên tha tội chết cho Thạnh Bảo chăng? Tâu hoàng thượng, nếu quả thực sự việc đã xảy ra như vậy, thì không những nên tha chết cho Thạnh Bảo, mà còn nên tạo cho nó nhiều cơ hội để trong chuộc tội nữa. Nhưng dù sao đó cũng là công việc nhỏ. Thần nghĩ đến một vấn đề quan trọng hơn, là bài học này hay lắm. Nếu hoàng thượng và Thạnh Bảo biết áp dụng bài học này thì chẳng những không có những tai hại lớn lao vừa xảy ra, mà còn đem lại sự lợi ích cho quốc gia dân tộc và cá nhân của hoàng thượng, của Thạnh Bảo vô cùng vô tận. Vậy thì bây giờ phải làm thế nào đem bài học quý báu của ông già ra áp dụng? Vua Đột Quyết bỗng như sực nhớ điều gì, vội cắt ngang câu nói của Hoàng Cái. Câu nói của đại thần nhắc lại làm cho cảm nhớ lời dặn của ông lão là phải áp dụng bài học mới rõ giá trị chân thực của nó. Nhưng làm thế nào để áp dụng bài học này một cách triệt để trong mọi công việc? Tâu, nếu thật tình hoàng thượng muốn áp dụng một cách triệt để, thì trước tiên phải làm sao luôn luôn nhớ đến bài học ấy. Một câu ngắn ngủi như vậy có gì đâu mà không nhớ. Tâu, vì ngắn ngủi, vắn tắt và đơn giản quá, cho nên chúng ta khinh thường, không chú ý đến. Thần nghĩ có cách hay nhất để bài học luôn luôn hiện diện trước mắt mọi người là nên ghi khắc nó khắp nơi, trên mọi vật dụng. Mắt Vua Đột Quyết bỗng sáng lên, và ngài nhận thấy sáng kiến của Hoàng Cái rất hay. Ngài nói có vẻ mừng rỡ, đó là một ý kiến rất quý báu, chẳng phải truyền lệnh thực hành ngay tại trong hoàng cung này. Thế là vua truyền lệnh cho quan nội giám tìm các nhà giáo viết chữ thật đẹp, để viết bằng đủ các loại chữ từ lớn đến nhỏ, và tuyển mộ các nhà điêu khắc, các thợ mộc, thợ nề, thợ vẽ, thợ sơn, thợ chạm, để tùy theo vị trí, địa điểm, nhà cửa, phòng the, vật dụng mà ghi khắc chạm trổ bài học của ông già vào. Thợ thầy lính tráng trong cung nỗ lực làm việc, sau một tháng mới xong. Để đánh dấu ngày phát động phong trào áp dụng bài học và gây một xúc động tâm lý trong triều đình và cung điện, vua truyền tổ chức đại lễ để tạ ơn trời đất thánh thần đã sưu xuống cho ông già đem bán bài học cho vua rồi biến mất.
trong buổi lễ có sự tham dự của toàn thể bá quan văn võ. Vua Độc Quyết trong bộ lễ phục đại chào đã quỳ lại một cách vô cùng thành kính trước Hương Án để ăn năn sám hối tội lỗi của mình từ trước, đã sức nữa làm cho nước mắt nhà tan, cơ đồ sụp đổ. Sau đó vua quay mặt xuống phía bá quan văn võ, tường thuật tất cả sự thật về đại học của ông già mà từ trước đến nay vua đã che đậy. Cũng trong dịp này, vua tuyên bố ân xá tội trạng của Thạnh Bảo và cho trở về làm dân. Cuối cùng, vua long trọng phát nguyện tuân theo bài học của ông già và khuyên bá quan văn võ nên bắt chước theo ngài mà áp dụng bài học ấy. Buổi lễ chấm dứt sau sự trình bày các loại vật dụng trong hoàng cung có ghi khắc bài học ngàn vàng. Chương 6 Quan Ngụy Y và bài học ngàn vàng. Quan Ngụy Y Thái Hòa len lén đóng kín cửa phòng lại, mặc dù các cửa phòng đều đóng kín cả rồi. Quan vẫn nhìn quanh nhìn quẩn xem có ai dừng ngó mình ở đâu đó không. Bốn bề đều im lặng. Từ ngày vua Độc Quyết đau nặng đã hơn 2 tháng nay, trong cung điện không có tiếng đàn tiếng hát đã đành, mà tiếng cười tiếng nói cũng vắng bặt. Sự vắng lặng làm cho Quan Ngụy Y rờn rợn. 3 lần Quan lần tay vào chéo áo, 3 lần Quan để chéo áo xuống. Thực ra viên độc dược chỉ nhỏ bằng hạt tiêu, khó cho ai có thể nhận ra được. Nhưng khi người ta có ý gian thì một cử chỉ nhỏ nhặt người ta cũng e ngại giữ gìn. Nồi thuốc nấu từ sáng đến giờ đã sắp được, chỉ cần lấy viên độc dược trong chéo áo bỏ vào nồi nữa là xong. Nhưng cử chỉ nhỏ nhặt ấy mà khó khăn quá chừng. Có lẽ vì khó khăn như vậy nên vua Quý Lâm mới thuận trả giá cho Quan Ngụy Y là một nàng công chúa đẹp và một nửa giang sơn nước Ngục Tiên. Nguyên là vua nước Quý Lâm, sau khi cho tướng Tùng Sơn đem 100.000 quân sang xâm chiếm nước Ngục Tiên bị hoàn toàn thất bại nên mưu trí phục thù nhưng chưa có cơ hội. Nhưng được tin thám báo cho biết vua Độc Quyết đau nặng, vua Quý Lâm vô cùng mừng rỡ, hội tướng lãnh lại để bàn mưu đem quân sang đánh. Nhưng các tướng vẫn còn kỷ niệm đau thương của cuộc thất bại trước nên tỏ vẻ e dè. Do đó Quan Tể Tướng mới kiếm kế mua chuộc Quan Ngụy Y Thái Hòa, bỏ thuốc độc cho vua Độc Quyết chết rồi sẽ đem quân xâm chiếm sau. Quan Tể Tướng cho người thân tín giả làm nhà buôn đem quế sang bán cho Quan Ngụy Y và đưa thư thuyết phục sự lên y được vua Độc Quyết kính cẩn ấy. Thái Hòa ban đầu còn do dự, nhưng khi được sứ giả của Quan Tể Tướng đưa bức tranh vẽ chân dung của công chúa nước Quý Lâm cho xem thì không còn đủ nghị lực để từ chối. Cuối cùng Quan Ngụy Y đã nhận viên độc dược vô cùng mãnh liệt của sứ giả và hứa sẽ thi hành kế hoạch của Quan Tể Tướng nước Quý Lâm. Một tờ cam kết đã được thảo ra giữa 2 người và mỗi người cất giữ một bản để làm tin. Sứ giả đã trở về và Quan Ngụy Y vào cung chế thuốc như mọi ngày, chỉ khác là hôm nay có mang theo viên thuốc độc trong chéo áo. Có một lúc Quan Ngụy Y đã định ném viên thuốc qua cửa sổ cho mất tang tích, nhưng sực nhớ tờ cam kết đang còn trong tay viên sứ giả. Nếu mình không thi hành thì thế nào Quan Tể Tướng cũng trả thù bằng cách tiết lộ tờ cam kết ấy cho triều đình nước Ngục Tiên hay. Thì ấy đã mất vợ đẹp, mất nửa giang sơn giám sóc, mà lại còn bị tru như cả 3 họ vì tội mưu giết vua.
nghĩ như vậy. Quan Ngự Y cương quyết lần viên độc dược ở trong kéo áo ra, lanh lẹ dở nắp nồi thuốc bỏ vào. Chỉ một kỹ chuyện nhỏ nhặt như vậy thôi mà nãy giờ cứ do dự chần chờ mãi. Quan thấy nhẹ nhõm trong người, đứng dậy ra mở cửa và đi qua đi lại trước hành lang, đợi giờ đem thuốc vào cho vua uống. Quan nhìn ra ngoài vườn thượng uyển, cảnh trí thật là đẹp, dính sáng mờ ảo của hoàng hôn. Quan nghĩ thầm, cung điện này vài hôm nữa sẽ về tay ta. Bây giờ ta là một nữ y không quyền thế, nhưng một ngày kia tất cả cung phi mỹ nữ sẽ ở dưới quyền sử dụng của ta. Bọn đình thần bấy lâu nay khinh bạc ta sẽ quỳ lạy dưới tay ta. Thật không ngờ vận mệnh con người thay đổi mau lẹ như vậy. Vào 7 giờ tối, như mọi ngày, một tên thị vệ đến mời Quan Ngự Y đem thuốc vào cho vua uống. Quan Ngự Y bảo tên thị vệ lấy nồi thuốc đổ vào bát sành, đặt vào khay vàng và đưng vào phòng vua, còn mình thì theo sau. Viên thị vệ quỳ đặt khay thuốc trên chiếc án chân quỳ trước lăng sàn và lui ra. Quan Ngự Y vái chào vua và đứng dưới chân giường đợi lệnh. Vua chỉ một chiếc ghế và bảo Quan Ngự Y ngồi xuống. Vua đưa tay bảo, khanh xem mạch cho chậm, hôm nay coi có khá hơn mọi hôm không? Có thể cho chậm biết độ bao giờ thì bệnh khỏi hẳn, và nếu có bệnh hệ gì cũng đừng giấu chậm làm gì, hãy để cho chậm có thì giờ chuẩn bị. Viên nữ y đặt tay nhà vua lên một tấm khăn rồi quỳ xuống bắt mạch. Vua cảm thấy mấy ngón tay của Quan Ngự Y rung nhẹ nhẹ trên cổ tay mình. Ngài chăm chú nhìn vào mặt Quan Ngự Y, và Quan Ngự Y có vẻ như muốn tránh nhìn mình. Vua gợi chuyện hỏi han về thân thế và gia đình vị lương y. Thành năm nay bao nhiêu tuổi? Tâu 52. Vậy là thua trẫm 2 tuổi. Chẳng mấy chốc mà đã qua nửa đời người rồi. Nhiều khi trẫm ân hận là chưa làm việc được cho dân cho nước mà đã sắp lìa trần rồi. Tay Quan Ngự Y rung mạnh trên cổ tay của nhà vua. Vua lại tiếp, khanh à, chẳng chịu muốn chết quá vội. Khanh hãy làm sao chữa cho chẳng lành bệnh nha. Quan Ngự Y dạ một tiếng nhỏ trong cổ họng và cúi mặt nhìn xuống chén thuốc để trên chiếc khay vàng. Bỗng mắt vị lương y như bị khơi lên vì mấy chữ chạm trên chiếc khay và trên thành bát thuốc. Phàm làm việc gì trước phải xét kỹ đến hậu quả của nó. Vị lương y có cảm tưởng choáng váng như đầu của mình thì bị hút vào tường. Mấy chữ vẫn nằm im lặng ở đấy mà Quan Ngự Y nghe như những tiếng quở trách đang vang dội khắp nơi và cả trong đầu óc mình. Quan Ngự Y tự hỏi, ta đang làm gì đây? Ta bỏ thuốc độc cho vua, vua sẽ uống chén thuốc và chết trong vài giờ sau. Âm mưu giết vua thế nào cũng bại lộ, ta sẽ bị quan đại thần hoàng cái bắt và chém đầu. Cả gia đình dòng họ ta chắc cũng không thoát khỏi án tử hình. Họ Thái sẽ tuyệt diệt, nhưng tiếng xấu vẫn lưu lại muôn đời. Ta làm một việc ác lớn lao, chắc chắn ta sẽ thâu nhận một hậu quả vô cùng tai hại. Trong khi suy nghĩ như vậy, mấy ngón tay Quan Ngự Y vẫn nằm im trên cổ tay nhà vua. Nhà vua vẫn để yên tay mình dưới tay Quan Ngự Y,
nhưng đôi mắt vẫn theo dõi, quan sát từng cử chỉ, từng sự biến chuyển trên nét mặt suy tư của quan ngự y. Hồi lâu, vua cất giọng yếu ớt hỏi: Thành xem mặt cẩm như thế nào? Sắp nguy chưa? Quan ngự y như sực tỉnh, sâu vẻ bối rối. Sâu hoàng thượng, mặt rất tốt, rất tốt. Vua mỉm cười héo hắt: Thế hả? Chậm cảm ơn thần. Bây giờ chậm uống thuốc nha. Vua vừa nói vừa ngồi dậy với bưng bát thuốc. Quan ngự y hốt hoảng cản tay vua lại, nói: Hãy khoan, xin hoàng thượng. Vua ngạc nhiên hỏi: Sao vậy? Sao khanh lại không cho ta uống? Quan ngự y sụp quỳ xuống van lại: Tâu hoàng thượng, thần xin hoàng thượng rộng lượng tha tội cho thần. Bát thuốc có độc dược. Sao vậy? Nhà vua vô cùng kinh ngạc hỏi lại: Khanh định giết cảnh thật sao? Nhưng tâu hoàng thượng, hạ thần đã bị vô minh dục vọng làm mờ ám liên tâm. Này, sực nhớ thấy bài học ngàn vàng sắc tinh khai và trên bát thuốc mà thần tỉnh ngộ, tử thần đáng chết. Xin hoàng thượng hãy truyền lệnh hạ nhục đi. Vua Trạm Nam suy nghĩ một hồi, từ từ tốn tán: Thật quá tội khanh đáng chết. Khanh đã hối hận kịp thời trước khi tội ác xảy ra, nên chẳng tha tội cho khanh. Từ nay về sau hãy hết lòng tận tình với chẩm. Quan ngự y dập đầu vái lại hai lạy và quỳ bên chân nhà vua, vô cùng xúc cảm không cầm được nước mắt. Bệnh của vua tự nhiên thuyên giảm rất nhiều, mồ hôi ngài toát ra ướt đầm áo bào và cảm nghe trong người nhẹ nhõm. Nhà vua mừng quá, tự bảo: Bài học này quý lắm, 1.000 lượng vàng còn rẻ. Nhờ bài học này mà quan ngự y được hối ngộ, khỏi bị tội tử hình và tru di tam tộc. Nhờ bài học này mà nước nhà khỏi mất, dân ta không làm nô lệ cho ngoại bang. Và cũng nhờ bài học này mà tánh mạng ta khỏi chết. Thật là bài học vô giá. Nhờ sự vui mừng đó nên trong người vua phấn khởi, khoan khoái mà bệnh ngài dần dần thuyên giảm. Đến đây là hết tập 1. Kính mời quý vị đón nghe tập 2, Thứ Sư Hoàng Hoa tư thông với đại thần Lý Bá. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Hòa thượng Thích Thiện Hoa, băng thứ hai tiếp theo, tập 2, chương 7, Thứ Phi Hoàng Hoa tư thông với đại thần Lý Bá. Chúng trên tổng giác hoàng thành đã sang canh ba, vạn vật chìm dần trong yên tĩnh, đèn đuốc trong các cung điện đã tắt bớt. Tiếng đàn địch êm dần, nhường lại cho tiếng dế, tiếng côn trùng dưới nội cỏ lùm cây. Cung điện của Thứ Phi Hoàng Hoa cũng được ấp ủ trong bóng đêm.